đã trở lại với Minecraft sinh tồn phiên bản 1.14. Hôm nay mình sẽ dự định là xây một cái chỗ câu cá. Nhưng trước tiên mình sẽ đi enchant cái cúp lên các bạn. Mình đã farm đủ 30 level, giờ lên enchant cái cúp thôi. Đây là hệ sức mang các bạn. Hy vọng sẽ có trọng ổng. Không có trọng ổng thôi nha. Không kệ cũng không sao. Mình sẽ tắt cái cấp này để đào kim cương nha các bạn. Ok. Tắt cái cấp này nha. Mình sẽ bắt đầu xây dựng. Mình dự định sẽ xây một cái chỗ câu cá ngay đây nha các bạn. Mình vừa chặt gỗ xong nên đào xe đó. Đây sẽ là đường đi ra nè. Sẽ dự định xây nó ngay ở giữa cái sông này. Để mình nghĩ xem. Kìa lót đáy rồi chút rồi. Ở đây mình sẽ bắt đầu xây này. Đây đi ngang đi. Cái này là mấy cái trụ nữa rồi. Sàn mình sẽ dùng gạch này đi. Mình ở đây là mình làm chỗ ao cao luôn cái gì. Rồi nói nha. Thì đây sẽ đi lên khoảng 4 ô thôi. Vâng. Đây thì đây. Là cái gì đó mà thôi làm mình sẽ đổi ra vỗ này đi. Ở đây sẽ đặt cái cửa này. Đó nè. Đây đặt cái cửa này. Mình cái cửa sổ rồi. Ở đây sẽ có một cái đường đi ra, mình làm một cái ban công ở đây các bạn. Đây đặt cái cửa sổ.
Đây sẽ làm thêm một cái ban công ra đây để câu cá lúc rảnh đó mà. Chặt được một cây rồi, giờ sẽ tiếp không? Từ đây nó ngang các bạn. Dàn giáo, bắt đầu sử dụng dàn giáo. Nhẹ chéo quá. Rất là tiện luôn. Khỏi phải đặt lắp luôn. Giờ mình sẽ bắt đầu làm thang máy. Đặt ở đây cho mình chế tạo luôn nè. Thang máy mình sẽ làm như vậy. Mình đặt đây bóc nữa. Okay.
chứ con sẽ trang trí lại sao. Làm thêm nó thiếu rồi. Giờ chỉ lót lại thôi. Ok, sau khi các bạn lót xong ở trên thì mình nghĩ là ở đằng trước này mình sẽ sửa đằng trước. Khó luôn đó nè. Tự nhiên đặt này. 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 Cái xe như thế nào. Cái này cũng cao đấy. Sửa chút nào được đó. Có luôn cả đây. Đây sẽ là có là đấy, đó là luôn sửa lại chút thôi. Đây 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 đây. Nó dùng khó lắm rồi. Đấy, thì dễ sao nè. Để sát lên. Mình đã tham mãn rồi. Đây sẽ đặt một cái tấm kính hoặc là hàng dài cũng được. Lót rồi đó. Mình sẽ làm một vài cái hàng rào. Hàng rào. Hàng rào như vậy. Đấy, ba cái chặt được đó. Đây một cái này. Một cái này. Giờ gắn cửa thì con thường sử dụng cửa sắt nha các bạn, từ lúc mình áp cao dư mi có thể đi vào. Mình sẽ làm thêm hàng rào để đặt ở đây. Đi dọn là đủ. Mình thiếu không? Thì mình sẽ làm thêm.
sẽ chơi gì nhà máy tính không? Trở lại vào đây để làm một cái máy AK này thì các bạn cần hai cái gương, một khối lót nhạc, một cái đĩa cho nó ứng, một cái cửa sập, một cái hấp bơi và một cái hàng rào xô nước nữa các bạn. Ok, đầu tiên các bạn đặt cho mình cái gương ở đây. Đặt cái cửa sạc lên như thế này. Ok, thì là xong rồi, giờ lấy cần câu câu thôi. Mà không biết phiên bản này có hoạt động không nữa mà. Cái này hy vọng sẽ là tạm hơn. Phiên bản nó 1.14 thôi. À, có cần câu lớn. Thì mình sẽ thử như thế này. Hy vọng nó vẫn còn hoạt động. Chỉ vô cái nó có lót nhạc thôi. Khi có đồ thì nó sẽ tự hút đồ. Đó, cứ vậy mình sẽ áp căng. Đây là cách dễ nhất để kiếm cuốn sách Lenin nha các bạn. Đấy, được con cá tới 6 rồi thôi. Ok, chắc là đơn giản đúng không? Mình sẽ móc ở dưới này. Chắc rồi. Okay.
như vậy là đã có chỗ để AK là kiếm của khách đơn rồi. Trước mỗi tập mình sẽ AK khoảng 10 phút để câu cá nữa nha. Tên giờ cứ đứng ở đây mà xong nha. Câu cá nó sẽ tự nó hút đồ vô nha. Xuống mấy cái thành phố dưới đèn đó, mình nghĩ đợi tới đó thì rất là lâu nên mình sẽ câu cá thôi. Okay, khá là một tại cái cần câu khác của mình sẽ câu thì một con nữa, mình sẽ đi lên trên cây cần câu để xem có gì hot không thôi. Trên các bạn, tại vì theo nguyên tắc của Minecraft thì có ánh sáng thì mới dễ câu trúng cá nữa. Cái cửa sạch đi. Trên đây sẽ không có mốt nó spawn các bạn, tại đây là slab với cầu thang. Giờ mình sẽ đi ăn trang cái cần câu để xem có gì không nha. Chờ lại chút nữa được. Giờ hổn cái xé cái kìa, mình sẽ ăn trang cái cần câu để xem. Làm cái cần câu đó đâu. Đây, cần câu đây. Hy vọng sẽ có dòng là nhữ thôi. Có nhữ càng tốt. Mình nhẹ mới 27 là rồi. Rồi mình lấy mình sẽ đi tham đủ 30 level mình đem tranh luôn đó mà. Để xem con có dòng gì. Mình tham 33 level rồi đem tranh 2 cây các bạn. Đó cây này nó có may mắn. Ủa có nhữ thì mình sẽ đem tranh thêm cây khác thôi. Rồi hạt thêm cây nữa nè. Rồi đem tranh luôn. Hy vọng cho những dòng ngon ngon thôi, cho mình câu cá dễ ra đồ. Trước khi cần câu thừa câu biết khi nào mới ra đồ. Đó là một cái gì. Chuồng. Ô, có chàng hỏng. Chim cây nữa. Ô, chàng hỏng 3. Rồi nữa phải em trai hai cây quen luôn các bạn. Ok đi, dùng nó để câu cá cũng khá ok tại có tầm bóng rồi. Ok, giờ mình sẽ đi qua AK luôn. Và cảm ơn các bạn đã xem tập này nha. Thì hôm nay các bạn đã tập tiếp theo. Bye bye, giờ mình sẽ đi AK thôi. Bye bye.